Lầm xuân mà nhìn hay quanh quý nhớ đông thủ thung phu vĩ buồn mơ tha chiều bay thì hơ cùng quán hơi do thần phong ngã ta của người dân tộc Mông đấy, một trong những bản sắc văn hóa vô cùng đẹp.
Và hiện tại ở đây vẫn là lưu giữ được. Giới thiệu với tất cả các bạn, hôm nay Xuân Hữu đi làm chương trình đám cưới của bạn của Xuân Hữu là bạn Vàng Mỹ Tùa, sánh viên cùng cô dâu là Thanh Khề. Đây, các chị rất là xinh tươi. Hôm nay rất ok nhỉ. Hôm nay em hát 3-4 bài đâu, say nó phải hết cổ rồi. Các chị tặng hoa em nhiều quá, toàn hoa ly say lắm rồi nè. Hậu chơi là mua say say à? Mua say say. Mua say say. Thế là e hát không đưa rồi á? Mua say say. Không sao đâu. Các chị cười cái này. Hát một tí thì đưa rồi. 2-3 cười cái này. Cười cười cái. Vâng, cảm ơn các chị rất nhiều á. À dạ vâng. Không đủ rửa, thế là không đủ đâu. Đấy, ba cái gì? Không sao, mình thấy là chân sạch lắm đâu, nhưng mà không sao. Có chưa? Bài có rượu chưa? Em ơi, thông cảm cho chú, bởi vì chú tuổi già sức yếu đây. Đây uống một nhá. Còn ông trẻ. A mi mi cho, bi chú đà thơ. A mi đô, hứ đà mi đô.
vỗ tay như thế là hơi nhỏ đấy ạ, lớn nữa được không ạ? Giờ vâng ạ, lên tục chương trình.